Hello hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ lên cho anh em phiên bản Delta X-Line xóa siêu nhiều, dung lượng giảm cực nhẹ luôn cho các bạn. Và tại sao mình lại lên phiên bản này? Tại vì đến ngày hôm nay là ngày thứ 10 mình dùng phiên bản Delta, nó vẫn chưa bắt Getkey. Tức là như bây giờ Delta các bạn chỉ việc tải clip này về cài đặt vào đăng nhập và khi vào đến game hiện ra như này luôn, không cần phải lấy key nhá. Và mình không biết là hiện tại với Delta họ đang nhả hay là như thế nào cả. Và ngoài ra các bạn nhớ là fix đăng nhập Roblox, các bạn nhớ bật ứng dụng 111 lên trước sau đó đăng nhập nhá. Đó, còn cách fix kết nối Roblox anh em phải xem cho mình bình luận video này. Đó, được chưa? Nên là mình đang hướng đến anh em dùng Delta này cho nó ngon anh em ạ. Đỡ phải lấy key mỗi ngày, và cái thứ hai đó chính là xóa nhiều. Đó, được chưa? Đúng ý anh em là bản này cực nhẹ, treo hack treo hiếc các thứ thì thoải con gà mái luôn. Đó, như ở đây anh em đã thấy cái phần đồ họa này đã được tinh giảm đi rất là nhiều nhá. Có các bạn muốn có thêm đồ họa kiểu khác anh em bấm vào phần cài đặt này. Sau đó các bạn kéo xuống. Để ý cái phần cài đồ họa anh em cho mình về chế độ thủ công. Nếu các bạn nào mà chỉ đơn thuần là treo, anh em cho đồ họa về mức 1 như thế này. Đúng sổ ơi, nó tắt hết đồ họa bên cạnh luôn. Siêu mượt. Còn nếu mà các bạn mà muốn được anh em phải đi tìm đảo, được chưa? Làm treo nhiệm vụ tìm đảo thần bí cái xui mà anh em cần nhìn xa hơn thì các bạn nâng đồ họa lên tới mức 5, 6 thì đồ họa nó sẽ hiển thị cao hơn như thế này. Và ngoài ra còn một cái chế độ đồ họa nữa, nếu anh em muốn nó trên, các bạn bấm vào phần cái bánh răng cửa ở đây. Các bạn chọn cho mình là chế độ nhanh. Bấm vào đây này. Đó, tự bấm nhanh này nha, tự động sẽ tắt hết đồ họa và đưa cái phần chế độ đồ họa trở về cái đồ họa kiểu như là Minecraft ấy. Nhưng mà mình như thế thì đồ họa nhìn nó hơi buồn cười. Và nó nói chung là cũng khá là mượt hơn đấy, nhưng mà nó kiểu như là nó nhìn nó cứ kiểu gì ấy. Nên là anh em thích thì có thể bật, còn không thôi. Đó, hôm nay anh em chơi đồ họa như thế này cũng khá là ok, tại vì nhá, cây lá kia các thứ xung quanh này đã được xóa sạch toàn bộ nha anh em. Nên là nhìn rất là thon gọn lên cho anh em nhá. Ở đây thì mình đang test bằng bản có không skin. Như anh em để nhìn thấy không skin. Còn các bạn muốn nó hiển thị lại đầy đủ quần áo trang phục thì các bạn tải lên cho mình cái bản có skin nhá. Còn anh em thích thì dùng cái bản không skin như mình cũng được nhá, tùy các bạn thôi. Anh em thích bản có skin thì dùng, còn thích bản không skin thì dùng. Đó, bây giờ thì mình sẽ bấm vào đây vào chế độ nhanh này. Đó. Các bạn mà muốn đồ họa nó biến thành cái kiểu màu xi măng với cái thứ ấy thì anh em bật chế độ nhanh, và cái bản này anh em lại nhìn được rất là xa luôn đấy. Anh em nhìn đằng kia có thằng này. Em nhìn thấy không? Đấy, đây 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 đây. Đấy đây 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 đây. Đấy đây 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 đây, chạy 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 này. Đấy 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 đấy. Đó, thì anh em có thể dùng bản này, và ngoài ra các bạn có thể dán bất kỳ một phiên bản script main vào được nhá. Đây mình sẽ dán thử một cái bản bất kỳ vào chạy thử cho anh em xem, để xem là bản này nó có mượt không ha. Rồi, đến đây như này, sau đó chúng ta sẽ bấm vào cho mình cái chữ execute ở đây để chạy nhá. Để bấm thử này. Đó. Bấm vào sau nó đợi một chút thôi để xem nó có lên đấy, anh em thấy không? Lên menu rất nhanh luôn. Và bản này mình đang review cho anh em, đó chính là phiên bản tiếng Việt nha anh em. Đây, bản này thì anh em có thể sử dụng thoải mái. Đã, nó có tiếng Việt hết đầy đủ rồi. Ok, cái này qua mình test thử cho anh em xem là bản này khi bật vào thì nó như thế nào. Hiện tại mình đang ở trên đảo xương này anh em, để farm xương này, tập kích mua chip delay này, tộc V4 này, up tộc các thứ đầy đủ, tìm thảo thần bí này. Được chưa? Đổi server này chính này, chọn tốc độ đánh này, farm quái ở gần, nhặt dương, farm materi thông thạo, farm xương. Đây mình sẽ bấm thử cho anh em xem đó. Nhận nhiệm vụ rất nhanh luôn, đi cày xương cho anh em này. Đấy, nhận nhiệm vụ này. Ok, mình sẽ bấm bỏ qua nha. Đó, và anh em cứ thế này treo thôi. Đó, các bạn nhìn này, đấy nó farm rất nhanh luôn. Đó, nó farm này, anh em nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Này, các bạn nhìn thấy chưa? Farm cực nhanh luôn cho anh em nhá. Ok chưa? Đó. Ngoài ra thì bản này mình sẽ tắt farm xương đi. Không, nó lại lag quá. Ok, mình sẽ tắt farm xương đi để review tiếp cho anh em này. Triệu hồi Katakuri, tư lệnh bột này, farm bot này, các thứ đầy đủ hết ở trong bản này. Được chưa? Anh em thích thì có thể sử dụng với cả phiên bản này. Ok. Ôi, uầy, uầy, đó. Anh em mình đã bật thêm cả phần chế độ tắt đồ họa nhá. Thì anh em thấy rằng nếu khi các bạn tắt đồ họa ở đây này, tắt đồ họa đi nhá. Đây, cái này vẫn đang tải này đó. Thì con đường các thứ chuyển sang màu xi măng trắng như này luôn cho anh em nhá. Bạn thấy chưa? Và khi các bạn kích cái bản con húp này này, khi các menu con húp này khi các bạn bật lên nhá, nó có cả thêm cái tốc độ chạy siêu nhanh cho anh em nữa. Thì khi các bạn bật cái phần tắt đồ họa này đi ấy, thì nó sẽ không bị nhìn xuyên nữa vào đây này. Đó, đồ họa này là khi các bạn tắt đi cực mượt luôn nha. Đó, mình review đến đây chắc hẳn anh em biết là mình không cần phải nói dài thêm đúng không? Link tải đến phần bình luận. Không thích có kiểu xóa skin, có quần áo thì dùng cho mình bản có skin. Còn nếu mà thích cái kiểu siêu mượt như thế này thì dùng bản xóa skin như mình đang dùng. Ok.